Đó, em sẽ khui cái thùng này nha. Thùng bên trong nha, cái vỏ thùng nha anh em. Khui khui khui. Một miếng dán khá đẹp nha anh em. Nè, nó mở rất là nhiều ốc nha, mới ra được nha 14 con rồi đó anh em. Rồi khui nè bên trong nó, úi dồi ôi nó đẹp làm sao. Đây có chống âm ở đây nha. Đây nè. Đó, một chung, đó là một chép, một chung và một bát nha anh em. Nó khá là đẹp nha. Hello. Hello, chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em trở lại với kênh của Phường Đò Mời Vlog nha anh em. Hôm nay em lại lên rất là nhiều đồ nha. Đó. Đó. Nè, cho anh em quay sơ sơ nè ha. Đó, mấy cái lo này, lo trong súp ra anh em. Lo Toshiba ha. Ba na gì ba ra mắt rồi nè. Đó. Cũng có xịn sò tùm lum la anh em. Đó mấy cái lo vi tính vậy nè. Đó. Đó với mấy cặp lo này anh em. Ô mà tông. Đó, với cái vỏ lo, vỏ thùng lo nha anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa. Đó, hôm nay lên có nhiêu đó anh em. Đó, không nói dài dòng nữa, em sẽ dựng máy và sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn nha. Rồi anh em, trước khi vào video thì cũng như mọi khi thì em xin chúc cho anh em nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt nha anh em. Đó, lâu rồi em không có lên clip nha. Hôm nay 3-4 ngày em không có lên clip nha anh em. Đó, vì lý do ăn chơi quá anh em ơi. Gầm tháng tháng 7. Đi ăn chơi quá về mệt nghỉ, bữa 15 đi chơi 16 về mệt quá nghỉ, 17 cúp điện anh em, đúng là thờ tớ cả không nổi, nghỉ được mấy ngày sướng làm sao. Rồi hôm nay em tiếp tục bán hàng lại nha anh em, đó không bệnh luôn anh em ơi. Rồi không nói dài dòng nữa, em sẽ lên cái mã đầu tiên clip này luôn nha. Đó, vì thời gian dắt mặt hơi lâu đó, em lên mấy đồ thơm thơm cho anh em nè. Úi dồi ôi. Đây. Ủa mấy cái này đến bên đi chứ. Cái này là bộ phân tầng của thằng ba ra mắt nha anh em. Em lên nguyên bộ ba ra mắt cho anh em luôn nha. Cái này bộ phân tầng ba ra mắt nè. Đó, con này ba đường tiếng nè. Đằng dắt không anh em thấy không? Đó. Đây, của ba ra mắt nha, có bóng đèn đây nữa nha anh em. Rồi, đến bên. Một, cái này là một cái phân tầng chép đó nè, của ba ra mắt nè anh em thấy không? Đó. Khui. Ủi rồi ôi nè. Đó. Cái mũi lo hơi lúng vô nha. Hai chép này còn găng nha anh em. Rồi, tới hai cái chung nữa. Khui. Đó. Hai chung nó thì nó hơi bị nè, gách gách chút xíu nè anh em. Đó anh em thấy không? Nè, hơi hơi nè ha. Rồi, để bên. Quan trọng là hai cái bát đó nè. Khui. Ủi rồi ôi, hai bát nó màng xanh nha. Đó. Còn còn riêng anh em còn nguyên nha. Đó. Nè, còn riêng anh em thấy không? Đó, đóng chữ ba ra mắt ra ngoài nè. Đó. Anh em thấy không? Nè, ba ra mắt ha. Cái gì VFB1C2 đó anh em. Rồi. Đo đường kính cái bát này cái coi. Rồi. Đợi em đo nha anh em. Đây. Cái này là nó cái này là cái niềng mũ nó nè. Cái niềng mũ nó ngoài nha, đo cái coi. Con này cỡ khoảng 21 nha anh em. 20 21 cũng nó đó. Rồi em đo cụ từ nó cái coi. Từ nó u lên. 9 nha anh em. Đó, cụ từ nè. Ôi ôi nó đẹp làm sao, đóng chữ gì luôn. Đó. Rồi xong, ngon lành cành đào. Bắt đầu thử một độ nhạc thôi. Thì cái chung chép đều có cái này nha anh em, có mũ chặn hết trơn nha. Đó, nếu em bán để cho anh em nguyên cái này cho anh em luôn. Rồi, em sẽ thử nha anh em. Để em thử cái mượn này thử đi. Mượn cái jack này thử luôn. Và nó có đụng nhau không nha, đụng thôi là mệt. Đó. Chữ nào là bát nào là chép đây. Rồi màu xanh là bát nè anh em. Đó. Thử bát trước ha.
là cái bát ha, để bên bên rồi tới cái bát này. Đánh rất là yêu thương luôn anh em. Đó. Rồi tới hai cái chép. Chép là không biết cái nào là nào đây, lấy đại đi ha. Đó. Cộng xanh cộng đen là bát thằng anh em, còn như là chép chí chung đó. Gắn vô thôi. Này chép nha. Rồi, quảng cáo luôn. Đó. Ok chưa? Có em rồi, chép để bên tới cái chép này luôn. Đó rồi, quá im nha anh em. Rồi tới cái này, nắm này lên coi. Đó, trong cái chung hình như có thằng chết. Rồi, con này chết rồi nha anh em. Con còn chết. Đó, vậy là con này sống. Nói chung trong cái chung có con chết nha. Ủa. Hai thằng chết luôn gì ta. Nó chung sống nha em. Một con nó bị rách chút đỉnh. Ủa, hai chung sống luôn em ơi. Rồi chung sống luôn nha, nói chung sống hết, chép bát chung sống hết. Đó, con này hình như nó bị chút đứt bóng đèn hay sao, đi mắc con gì đây mà nó không lên. Đó, anh em về kiểm tra lên anh em. Này cũng dễ thôi, có khi bị tụ này kia chút đỉnh ha. Bóng đèn không thấy còn liền nè. Chủ chắc có tụ này kia hay là con đi chở vậy đó, cũng dễ mà. Rồi, em bán hết bộ này cho anh em luôn với giá rất là yêu thương anh em. Đó, chép thì kia chung hát đầy đủ cho ha. Đó, con ba ra mắt nha. Đó. Đó rồi. Đó, em lên dạ mã đầu tiên luôn nha anh em. Nói chung thì mẹ vừa rồi máy quên tốt rồi, lâu quá thì bán hết hàng không còn đâu nha anh em. Đó, coi như em lên mã đầu tiên đi. Đó, mã đầu tiên clip này luôn. Rồi. Thì nãy giờ quên nữa anh em. Đó, nãy giờ quên thì bữa nay là ngày 15 tháng 8 năm 2022 nha anh em. Đó, dương lịch nha. Đó thì mã đầu tiên clip này lên mã số 1 luôn đi anh em ơi. Đó, mã số 1 với giá rất là yêu thương anh em. Đó, mã số 1 để nguyên bộ ba cái mắt nãy chân luôn nè. Đó, bây giờ test tình trạng hát ok nha anh em. Có phân tầng hình như nó bị đứt tụ gì đó, không biết nữa. Nói chung phân tầng khá đẹp mà sao bị đứt tụ không biết nữa. Sao có một cái nó không hát ha, hay là đứt dây đó anh em, giờ kiểm tra luôn nha. Đó, anh bán hết này cho anh em luôn với giá rất yêu thương, mã số 1 luôn. Đó, nguyên bộ hết cho anh em là với giá là 500k thôi nha anh em. Trời, giá nó yêu thương làm sao. Con ba cái mắt xịn sò nha anh em, phải tào lao mới lao luôn nha. Rồi, không nói dài dòng nữa, em sẽ lên mã tiếp theo nha anh em. Rồi em lên mã tiếp theo. Đây em có hai này đây. Hai này lo của lo súp nha anh em. Khui. Đó. Đẹp keng luôn nha. Cool gin nè anh em. Đó anh em thấy không? Thôi xét tí nha. Đó. Con này của từ đôi, con này tôi từ của từ chiếc nha anh em. Rồi để em đo đường kính hai này luôn thôi. Nó nhiêu nha. Cái này lo súp nha anh em. Rồi. Đường kính của con này thì 13 hơn chút xíu. 13 2 13 gì đó. Rồi con này. Con này thì 13 1, nó cũng tương tự nhau anh em. Rồi, em lên hai con này luôn. Khoan. Thử test nhạc cho anh em cái mới được. Test nhạc cái coi.
tăng đó, củ từ quá trời bự luôn nè, chào bá nện luôn. Rồi xong, em sẽ lên giá con này nha anh em. Đó, em sẽ lên giá con này. Cái mã là mã số 2 ha. Đó. Con này lo súp nha anh em. Số 2 mở trong lo sum mát nha ha. Số 2 để giá cho anh em với giá là 120k cho hai con này nha anh em. Đó. Lo súp gì đó anh em về chế cháo làm thì làm nha. Đó. Mã số 2 120k đã qua đi, em sẽ lên mã tiếp theo nha anh em. Mã tiếp theo là thằng này đây. Ui dồi, nó bự làm sao anh em ạ. Khui khui các ơi. Khui. Ui dồi, bụi bặm nè. Đó, màng rất là sâu luôn anh em, bát thì sâu thế ghê. Đây nè, còn ghim là ngoài nha. Đó. Khá đẹp luôn. Đó anh em. Ngon lành cành đào. Rồi em đo đường kính thôi. Xong test cho báo giá cho anh em. Cô lô da gì đây. Đó, đường kính nó là tới 13 lần anh em. Đường kính rất là to luôn củ từ. Đó cái bát nó 25 năm. Bát này sâu dữ lắm nha anh em nè. Rất là sâu luôn nha. Rồi, lên nhạc thôi. Đó cho anh em về gắn vô hát gia đình nha. Cá nặng. Nó ai hàng nhâm hết trơn. Giờ anh em vuốt keo lại nha anh em. Bánh rất là sâu luôn này, giải nha nè. Đó anh em thấy buồn rồi, thấy chưa. Đó rồi, ngon lành. Một thằng đến bên cái này luôn anh em, hát rất là sâu luôn. Con này quánh quá đỉnh luôn nha anh em. Đó con này anh em rồi lắp lắp vô là hát cao kê được luôn đó. Rồi đông như nè. Đó buông ra nè. Úi giời ơi. Là giải nha anh em. Đó. Rồi lên giá con này luôn. Một cặp bát 25 năm. Đó của từ trà bá nọ luôn. Lên với giá cặp này cho anh em luôn nha anh em. Đó thì cái này là mã số 3 nha. Cặp này để cho anh em mã số 3 là với giá là 300k cho cặp này anh em. Đó. Con này nó to làm sao anh em à, hát cao kê được luôn anh em. Đó, quánh rất khỏe, ngon lành cành đào đẹp đẽ nữa. Rồi mã số 3 để cho anh em là 300k nha anh em. Rồi em sẽ lên mã tiếp theo. Mã tiếp theo của em đó là một cặp bát xịn sò nha anh em. Nè. Của thằng Toshiba dao băng nào anh nha anh em. 8 ôm. 60W. Khui 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 khui. Úi giời ơi nó đẹp làm sao. Đẹp keng xe ben luôn nha anh em. Nè. Úi giời ơi cái bát gì nó sâu làm sao. Đó rất là đẹp nha anh em. Nè. Đó anh em thấy ha. Đây. Đó green đàng hoàng nha anh em. Đó củ từ nữa nè. Nói chung con này đẹp keng xe ben luôn. Anh em thấy ha. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Con này là của thằng Toshiba nha. 8W. 6 gì lộn. 8 ôm 60W ha. Toshiba da băng. Rồi em sẽ đo đường kính con này luôn. Củ tự nó là 8,5 anh em. Gần 8,5. Đó. Cái bát của nó đường kính nó là 21 đúng luôn anh em. Đó. Úi giời ơi bát nó sâu dữ lắm anh em à. Con này quánh sắc dữ lắm đây mà 8 ôm nữa, thông dụng nữa. Rồi. Test nhạc cái coi. Đẹp keng xe bẹt nha anh em. Thank you.
quá đỉnh luôn, mảnh đẹp nữa. Đó, em lên giá con này là anh em chốt lẹ nha anh em. Quá đỉnh luôn. Con này nó bắt sâu hơn những con còn lại anh em, rất rất là sâu luôn. Rồi lên giá con này luôn. Con này khá là đẹp. Đó. Đó em lên giá con này anh em, mã đây là mã số 4. Đó, mã số 4 ha. Đó, mã số 4 em lên giá cặp này cho anh em ha, cặp Toshiba xịn sò anh em. Rất là đẹp luôn, để giá cho anh em là giá hơi đỉnh xíu nha. 650k cho cặp này nha anh em. Đó. Bắt sâu. Quánh đẹp. Mà đồ nó cũng đẹp nữa. Giá cho anh em mã số 4 là 650k nha anh em. Đó, con này anh em chậm chảy thì chắc hên xui rồi nha. Rồi, mã số 4 đã qua đi, em chuẩn bị lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em là chép đầy của nó luôn này. Đó. Hai cái chép nữa nè. Khui. Ôi giời ơi. Đó. Hai cái chép nữa nha anh em. Còn hai chung nè. Khui. Đó. Ngon lành nha. Ủa rồi cái núm này nó khác. Nhưng mà nó còn riêng nha anh em nha nè. Có thể là sức cái mũi lo đó rồi người ta dán nhau ha. Nhưng mà dán cũng còn rất là đẹp. Đó. Rồi nè. Cái này thì nó còn riêng nè anh em thấy rõ ràng nha. Đó. Khui. Ủa rồi. Đây, Toshiba luôn anh em, 8 ôm nè. 8 ôm bao quát. Đó. Ồ, nó có con tụ sẵn đây luôn anh em, tụ xịn sò đang hoàng nè. Đó, nó có con tụ cản luôn, 4,5. Đó, 50W. Rồi. Thử đồ nhạc thôi. Thử đồ nhạc nha anh em. Đó, thử con chung này coi. Chung thì nó có tụ, mình chuyển qua tụ lụm gạo nha anh em. Đâu rồi, đâu rồi. Đây. Quất ở đây nè. Đó. Hót rất là đã luôn anh em. Đây, qua tụ đây. Có hai giác sọt, giác này là lụm nha. Rồi. Hát rất là yêu thương. Hai con chép này chết queo rồi anh em ơi, thử cái nhẹ coi. Ủa còn anh em ơi. Ủa, còn ha. Còn anh em ơi. Đây dạng như chép thịt anh vậy đó nè, nó giống gì đó. Nè. Nó ghe rất là nhỏ ha. Đó. Vậy là bộ hộp em đo nó không lên. Rồi. Con này nó hơi xét xẹt tí. Đó, thấy không? Nhưng mà ngoài rất là đẹp nha. Đó, con này cũng vậy luôn, nó hơi xét. Còn con này thì bình thường. Nhưng mà bên ngoài con nào cũng đẹp chứ anh em. Đó. Đó. Rồi, em đo đường kính cái mới lên giá nha anh em. Thì con đường kính của con này, con chung này nó là 8,5 nha anh em. Đó. Cụ từ của nó thì cơ khoảng 4,5. Rồi, chép của nó thì 5 nha anh em. Đó. Nhưng mà hai lỗ ốc nó em đo tâm của hai lỗ ốc nó. Tâm là giữa đó là 6,5 nha anh em. Rồi. Em lên giá cặp này luôn thôi. Đó. Cặp này hát yêu thương lắm nghe anh em. Đó. Với giá cặp này để giá yêu thương cho anh em. Hai cặp này ha, cặp chung cặp chép nè. Đó, của hàng Toshiba xịn sò nha anh em. Rồi cái mã là mã số 5. Đó. Để hai cặp này cho anh em với giá là 300k nha anh em. Đó. Mã số 5. Để cho anh em là 300k cho hai cặp này ha.
Rồi mã số 5 đã qua đi, em sẽ lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em là thằng này nè anh em. Đó, cặp chép và cặp chung, nói chung hai chép luôn anh em ơi. Khui, ui ui nè, đẹp không, tự đôi nha anh em. Đó, hàng cũng xịn sò, không phải tạo lao mới lao nha, nhưng mà rất là đẹp nha. Đó, hàng xài được, cái này cũng xịn nè. Khui, đó khá đẹp nha, như nè, 8W 8 ohm luôn. Đó, đẹp can sò beng anh em, không biết hàng con nào nhưng mà hàng xịn, không phải tào lao đâu, nhìn anh em biết ha. Đó, anh không đóng lên thôi. Rồi, con này đường kính nó 7 anh em, cổ tự thì có chút xíu à, 3,5. Con này chắc 10 quá, con này 10 anh em, cổ từ đôi của nó. Em đo cổ từ đi, cổ từ từ nhỏ 5 ha, cổ từ lớn thì 5,5. Rồi, test nhà thôi, hạ nhỏ xuống luôn, hạ nhỏ test cho nó an toàn anh em. Đó, nói chung xài dắt không à, đó, anh em có dắt cầm vô lụm mà. Rồi, rồi xong tới con này nha, con này là xịn sò nè, chứ không phải tào lao đâu. Rồi, thứ này nữa, con cuối cùng. Quá hay luôn em ơi. Đó, rồi em lên giá này luôn nha. Cặp lo, cặp chép này rất là yêu thương nha anh em. Con này cũng xịn luôn nè, đó. Anh em thấy 7 màu là anh em biết rồi ha. Đó, mà tại nó không đầy hiệu. Rồi, cái con này cái mã là mã số 6 nha. Đó, số 6 em để hết này luôn cho anh em ha. Là 200k nha anh em. Đó, 200k cho hai cặp chép này nha. Đó, con 7 phân và con 10 phân. Đó, từ đôi đồng hòa anh em thấy nè. Đó, cục này 7 màu không phải tào lao nha. Hàng dắt không à. Đó, đồ mà xài dắt là đồ xịn sò, không phải tào lao đâu anh em. Rồi, cái mã số 6 để cho anh em là 200k ha. Rồi, cái mã số 6 đã qua đi, em sẽ lên mã tiếp theo nha anh em. Rồi, mã tiếp theo của em là lên cặp này đây. Đó, này nè anh em, lo vi tính nha anh em. Đó, con này đẹp keng sập luôn. Đó, con này lấy là Nissan nè anh em, Nissan 2.1 nha. Đó, cái này nó có gì bê gì đó anh em, sao đó. Nè anh em thấy ha, sau lưng ở đây. Đó, điện thế là 220 nha anh em. À, model đó là SV6002 nha. Đó, Nissan. Đây, cái bộ nó cũng dễ lắm anh em. Này, nguồn 220 nè ha. Còn này là cái dắt gâm điện thoại nè, lập lụm nè. Khoan khoan, mở cái này ra cho dễ nha anh em. Đó, đây mình gâm vô điện thoại nè, là lụm nha anh em. Con này nữa, cái dắt này nữa lắc lâm vô đây nè, có nói hai cái lo, hai cái chép rồi nè, nít sang luôn ha, phiên bộ đó nha anh em. Đây nè, đó. Rồi, gom nguồn cái rồi, nguồn nó 220 nha anh em, gom nguồn trước cái đi. Đó, mở lên, mở gọi đó anh em. Đây chút mà được, đây nút xanh nó lên là lò rồi nha. Rồi, em sẽ kết nối thôi. Đây, cái dắt này dắt của nó là thì gâm vô thôi. Đó, gâm lên đó nha anh em. Rồi, rút điện thoại ra, gâm vô thôi. Rồi, đây dây điện thoại đây. Nó bắt lên.
để cho tụi em hát nha anh em. Hát nha. Tới rồi. Đó. Bát rồi, chính bát nha. Còn chát không ha. Đó. Lên bát nè. Đây là nam có súp nó đây nè. Rồi xong viên. Ngon lành nha nam. Tắt. Đó. Ngon lành cành đào. Đó thì cái bộ của nó là gì nữa nam. Đó gồm có này nè. Cái này với cái hai cái chép ha. Nissan nha nam. Rồi con này mới chóc mới cây xà beng luôn đó, tại không vệ sinh thôi chứ con này mới chóc luôn anh em nè, không vỏ bọng này kia bao phơi cho anh em luôn nè, không có bị gì luôn nha. Đó rất là đẹp nha, nó có bốn chân rồi có cái súp dưới đây nè đó nè. Rồi em lên cái giá con này luôn anh em. Đó cái mã vừa rồi thì mã đó là mã số 6 ha. Rồi tiếp theo là mã số 7 nha nè. Đó mã số 7 để cho anh em nguyên cái bộ này hát ok ngon lành cành đào, để cho anh em làm cái giá là 200k nha anh em. Đó 200k cho bộ này nha. Rồi xong cái mã số 7 đã đi qua, em chuẩn bị lên mã tiếp theo nha anh em. Lên mã tiếp theo cũng là một bộ y rang luôn anh em. Đó em thinh lý của người ta được nha. Đây nè, nó y rang nè, Nissan ha, cũng có bốn chân và cái lo súp ở giữa nè. Đó số đít nó y rang anh em. Con này thì không khác gì con nãy đâu, giống hệt luôn nè. Để nè, đó SV6002 nha. Đó 6W gì đó, 3 gì đó. Rồi nè, nó cũng y gan anh em, nó cũng có dắt găm vô điện thoại nè ha, dắt sẵn luôn. Còn dắt này đâm vô cái lo này, nè em nè, cái chép chứ nè, thấy không, cứ đâm thôi, đúng lợi đâm vô lụm đó. Con này thì nguồn 220 mình cứ cấp vô thôi, cấp vô nha anh em. Đó bật lên là bật sẵn luôn nè, nó phịch phịch là biết nó có điện qua đó nha anh em. Đây đây có điện lên mắt xanh ha. Rồi kết nối điện thoại thôi nè, một bật hát nè, thấy không, nghe tiếng chưa, bóp nữa nghe dư lụm đó nghe, không ăn đó, tụi nó chép lên mà được, không có hai cục này nghe tào lao nghe anh. Đây chép không nè, đó anh em thấy không, nghe tiếng chép không ha. Đó đưa lên có súp nè, đó có súp nghe khác nè anh em. Rồi ngon lành cành đào, con này volume nhỏ nhỏ lớn nè, đó lớn nè. Rồi ngon lành nha anh em, tắt đi, nhỏ đi, đó tắt rồi đó, thì như nãy thôi đó. Cái mã này thì mã số 8 nha, giống con nãy, không không sai miếng nào nha anh em. Đó con này anh em chịu khó về vệ sinh lại rất là đẹp, còn nguyên dạng luôn, con này cũng như mới vậy đó anh em. Đó rồi cái mã này là mã số 8 nha, mã số 8 thì cũng như con kia thôi, để với giá cho anh em là 200k nha anh em. Đó anh em thích hợp cho anh em hết trong gia đình, ở trong phòng kính này kia hát nghe rất là yêu thương nha anh em. Rồi không nói dài dòng nữa, em sẽ lên mã tiếp theo nha anh em. Em lên mã tiếp theo nha. Đó mã tiếp theo là của con này nha anh em, Nansin gì nè, SV3000 ha. Con nãy thì 6002, cái này thì SV3000 nha anh em. Đó con này thích hợp có bluetooth nha anh em, đó có bluetooth nha. Con này mới can span luôn nè, xem nè. Đó cũng cái súp nằm dưới. Đó, sau lưng nó ngang nè. Thì con này á anh em găm lên điện thoại hát được nha. Ở cổng trên là cổng in nè, là anh em dùng cái jack này nè anh em. Đó, dùng jack này hát được nha. Găm vô, em muốn trực tiếp thì chơi về vô. Con này dây ga nó nè, ga lo nó. Âu là ga lo nè anh em. Đó, ga lo ga chép á. Đó. Đây,
Thì con này còn sót lại là hai cái chép này đây. Đó. Hai chép này nó vô đây nè anh em. Dây dắt nó còn sót lại. Nó đây, của nó là anh em thấy không? Đi ra nha. Đó. Nè. Đó, của nó đó anh em. Sức luôn. Lý do là sao mà tự anh nó tạo nguyên bộ mà nó còn hai này không à? Đó, lý do là da chai thằng trưởng nha anh em. Đây. Đó, con ta dính vô gì nè anh em. Đẹp keng xà beng luôn nha. Nè. Nó đẹp làm sao anh em à. Đó, nguyên bộ con ta vậy đó. Dùng da chai thằng trưởng đập một cái bóp bởi hết trơn luôn anh em à. Đó. Đầu tiên thấy hai cái lo không tính đập bỏ, quay lại rồi gặp cái lo nguyên súp nó để trong cái thùng anh em, không thấy nha. Đập rồi xong dở ra gì nát hết trơn luôn. Rồi bỏ luôn. Đúng là da chay thằng trưởng mãi đỉnh mà. Gặp cái gì cũng đập chứ. Rồi xong. Thì cặp lo nó vẫn còn nha anh em. Đó em thử cho anh em. Thì có cặp lo gì luôn đó. Bán giá yêu thương cho anh em là làm thì làm nha. Thì nguồn này nguồn 220 nha. Gặp vô nha anh em. Đó. Để em kết nối Bluetooth nha. Vàng bật lên được nè. Đó bật lên ha. Nè cháy đèn nha. Rồi để em kết nối Bluetooth xong rồi em quay lại cho anh em ha. Kết nối với điện thoại nha anh em. Thì của nó nè. Đó của nó là chữ Bluetooth nha anh em. Đó. Anh em cứ bấm vô nút này nè. Nó để chữ mo nè anh em. Bấm vô một cái đài cái mo là cái Bluetooth đó nè. Bấm cái hai cái vậy nè ha. Là nổi lên cái chữ nè. Bluetooth nè. Đó anh em kết nối vô thôi. Rồi trả ta. Rồi trả anh em ha. Ủa mất tiêu luôn rồi. Đây nó nè. Bấm vô ha. Đó. Đây ghép đôi thôi. Đó anh em nghe tiếng chưa? Rồi về bấm nhạc nha. Kiếm nhạc nào đây, đừng có bản quyền nha anh em. Không phải nhạc nào muốn hát. Có số anh em hỏi kêu nhạc không có lời, có lời vô chết em luôn, hết buôn bán luôn nha anh em. Đó. Đó. Đang kết Bluetooth nha anh em. Đó. Bắt lưng lên thôi. Cái này chỉ hát súp thôi nha. Nè. Đang hát súp sau lưng nha anh em. Chưa kết nối vô cái này á. Nè. Chưa kết nối hai cái chép này vô là nghe mới đã phơi nha anh em. Rồi để em nhỏ nhỏ là được. Đó. Nhỏ xong em kết nối vô hai cái chép này cái coi. Đưa vô đây cái là phơi luôn anh em. Đó, để nguyên bộ về cho anh em về chế cháo lấy cái thùng nhỏ nhỏ nó mini đâu đó, anh em chế vô hai cái này ha. Có hai này hát mới ngon nha anh em, không có hai này hát mới đâu. Rồi em bắt lớn lên nè. Đó. Có là khác rồi anh em. Có là khác luôn anh em, nhìn gửi cho anh em coi nè. Đó anh em thấy không? Đó, không có là khác gì ha. Ok. Ngon lành nha. Đây em đang kết nối Bluetooth nha. Lớn lên nè. Đó, đưa lên cái là nó khác luôn anh em. Đó, mở con cái ha. Rồi. Rồi ngon lành nha anh em. Rồi em sẽ bán hết rồi bộ cho anh em luôn ha. Đó, cặp này nó yêu thương lắm nha anh em. Con này là kết nối Bluetooth anh em nhớ nha. Em đang kết nối Bluetooth á. Nè, cái chớp này biết đang kết nối nè. Đó. Sau lưng dây nhợ thì anh em muốn không xài kết nối thì anh em chơi thẳng vô đây ha. Rồi. Kết nối Bluetooth nha anh em. Rồi em sẽ lên con này nè. Là đi luôn cặp lo này nè, cặp chép và cặp lo nè. Đó anh em về chế làm nha. Con này mới chốc luôn anh em. Em gỡ trong hộp luôn á. Nó có hộp hẳn hoi đàng hoàng anh em. Đó. Mở ra rồi. Không lúc đầu tiên không có cái này nó còn nguyên nữa anh em, tại vì em đập đó, em đập bể cho rồi em mới mở ra em thấy nó cái này là em tức quá trời luôn, thôi lại bán giá rẻ thương cho anh em luôn ha. Rồi cái mã là mã số 8, rồi tới mã số 9 nha anh em. Đó mã số 9 em bán cái bộ này cho anh em có Bluetooth với giá là 200k luôn nha anh em. Đó em phải kiếm cái gì đưa cái này vô cũng được nha anh em, cái hộp này nhỏ nhỏ cũng được, nó đưa này vô nè. Đó hát mới hay nha, không có thằng này thấy không hay đâu. Rồi không có nãy hát súp không à.
Rồi cái mã số 9 200k đã qua đi, em chuẩn bị lên mã tiếp theo nha anh em. Rồi nè, đây là mã tiếp theo ha. Lên mã tiếp theo là một con này nè anh em. Đó, con này để là ủa. Đây, để Sony nha anh em. Đó, con này là để Sony ha. Model nằm đâu dưới đây nè anh em. Tiêu tại đây đây. Sony là SRS-D101 nha anh em. Đó. Ok chưa? Của model ở đây đây. Đây điện thế của nó sử dụng là 100V nha anh em. Đó, 20W. Made in China. Đó, Sony nha. Con này là ngon lành lắm nha anh em. À, dắt là dắt ga nó nè. Đó. Anh em có thể là kết nối qua cái lo khác, cái lo mini nào đó nha anh em. Dắt 3.5 nè. Con này là cái gì đây? Đó. Con này thì nó kết nó ấy cho mình sẵn nè. Ai ấy cho mình sẵn cái dắt này anh em. Nữa lát khác anh em gắm cái dắt điện thoại vô đây ha. Volume lớn nhỏ nha. Rồi. Cái này nó còn thêm một cái bộ riêng của nó là một cái chép nè, cái đâm vô đây nè, hát nó hay nữa nha anh em. Rồi, con này sử dụng điện 100V thì em gom điện 100V nha. Đó, con này khá nặng nha anh em. Hình thụ nè. Cái lọ nằm đây nè. Đó, anh em thấy không? Đó, con này là quá yêu thương luôn nha anh em. Rồi, dây khá là dài. Đó. Em gom điện 100V nha anh em. Con này xài điện chỉ có 100V hoặc 110 thôi. Đó. Nguồn nó có không? Rồi, chắc nó lên luôn đó anh em ơi. Rồi, găm nha anh em. Cái dắt điện thoại nè. Úi dồi ôi, hát luôn. Quá dữ anh em ơi. Ngon lành cành đào, hát ngon lành nha anh em. Đó đây có thêm dắt nữa nè, 3.5. Anh em có lo là kết nối vô đây cái nữa, cái chép đó, là nó hát nó còn đỉnh luôn nha anh em. Đó, hát còn dữ nữa. Rồi, cái mã này mã số 10 nha, lên giá cho anh em luôn. Mã số 10 em bán với giá con này là 250k nha anh em. Đó, hát rất là yêu thương luôn. Rồi, mã số 10 250k đã quay đi. Em chuẩn bị lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Em lên mã tiếp theo. Gồm có nguyên bộ này nha anh em. Đó, bộ nè. Đó, bộ gồm là 3 thớt anh em. Đây một thớt khá là nặng luôn. Có nguồn điện trong đây luôn. Nè. Đó con này hiệu là Sony anh em. Đây Sony nha. Con này 3 thớt anh em. Nè. Thớt đầu tiên nè, đây bên nha. Khá nặng. Rồi tới thớt thứ hai là cái này đây. Đó. Đây bên luôn, rồi thớt thứ ba là cái này. Đó anh em, con này 3 thớt nha. Đó, con này thì em bán giá như giá chết cho anh em thôi. Tay gom điện không lên nha anh em. Con này sử dụng điện 100V. Quay sau lưng có thông số vô. Có luôn, nhập luôn. Để đợi nè. Đó con này để Sony ha. Model nó là TA-B77 nha anh em. Đó. Made in da bằng nha, bồi rồi. Rồi. 75W hay gì đây? 100V nha, điện thế 100V nha. Nhưng mà đã chết rồi. Đó. Con này nó bé bé xinh xinh làm sao nha anh em. Đó, nó dễ thương lắm nha. Xem nè. Đó, hơi mờ nha anh em. Ok chưa? Rồi. Đó, bán giá chết cho anh em, về có chế cháo làm gì làm. Có sửa xa sang gì đó làm được nha anh em nè, cái mặt đó nè. Đó, rất đẹp nha, ba thớt. Rồi, cái mã này mã 11 nha anh em. Đó. Cái mã 11 thì em lên giá với giá này con này là 200k cho bộ này nha anh em. Đó. Này là ba thớt nha. Đó, bán giá chết cho anh em đó. Rồi cái mã 11 để cho anh em là 200k. Rồi 200k đã qua đi, em sẽ lên mã tiếp theo là mấy cặp lo này nha anh em. Đó. Lên mã tiếp theo lên cặp lo của thằng Omaton nha anh em. Đó. Đó, con này ngon lành nha. Cái này có sự sơn nhẹ nè anh em thấy không? Đó. Người ta xài sơn cho nó đẹp đó nha anh em. Đó, người dân ta xài ta sơn gì đó. Đây. Đó anh em thấy nè. Chữ Omaton nè ha. Đó. Nó biết còn thông số rồi, đây là 600W nha anh em. Đó, Made in Korea nha. Nè. Ở dưới cái gì nè. Sơn muốn hết thì đường đập luôn. Đó.
con ngon mà tông nha em, bên trong là ngon lành cành đào luôn đó. Mở là phải mở bốn con ốc lục giác nè, nó mới ra cần nha. Còn tí em mở ra cho anh em xem luôn ha. Rồi em sẽ thử một độ nhạt cho anh em, rồi xong sẽ mở ra cho anh em xem luôn nha anh em. Em đang kết nối thằng dưới anh em, rồi em sẽ bắt lên ha. Rồi hát rất yêu thương luôn, chép bát hát đầy đủ hết nhạc luôn anh em ơi. Rồi ghim lên trên nha, đó đó. Rồi báo cáo anh em ơi, em sẽ gỡ một con nào đó ra đó, rồi sẽ quay tiếp nha anh em. Thì mở bốn lục giác rồi nè đó, rồi sẽ quay tiếp cho anh em và báo giá cho anh em luôn nha. Rồi khui ốc đi thường lắm nha anh em nè, đó mở ốc ra ha, mở bốn con dẫn ra ngoài thôi đó. Đây nó gì nè anh em, để đóng âu ở tông nè anh em thấy không đó. Rồi bốn lục giác tiếp nữa anh em ơi, rồi em sẽ mở xong quay tiếp nữa nha. Rồi mở rồi nè anh em, cái này cũng đóng a ba tông luôn nè, chữ nè anh em đó, để ra mà tông ha, hơi mờ. Rồi khui 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 khui, ui rồi nè đó anh em thấy không. Rồi rồi sao quay chợ khó gì anh em ơi, dán ra mà tông ha. Rồi cũng từ gá đẹp đây bên trong đó anh em, thì nó có nhiều thôi đó, có phân tặng đi kia thôi ha, chép chép trong này nè đó, cũng đóng vậy anh em thấy không đó, vậy đó. Rồi rồi xong chép bát hát đầy đủ, em sẽ gắp lại và sẽ báo giá cho anh em luôn nha. Rồi xong nha, nói chung con này thì cũng khá đẹp nha anh em, vỏ rất là chắc luôn, đẹp ngon lành lắm nha, vì có sự chủ nhà ta sơn nhẹ nè, nó sơn hơi lầy cái chút xíu đó nè, ta sơn tùm lum hết, nó người ta xài mà ta sẽ kỹ anh em đó, tới mình mua nó chóc chút xíu chỗ này nha, có một chút xíu chỗ này thôi, hầu như là bình thường anh em, ngon lành lắm. Rồi con a ma tông, ô ma tông gì nè đó, nó giờ gỡ bên trong cho anh em xem luôn ha. Rồi em lên giá đỉnh cho anh em luôn, gỡ ra là phải có giá đỉnh mới được. Rồi cái mã 12, để cặp lo này nó cong đã lắm anh em, rất là dài luôn, ôi dồi ôi khó đau tay luôn. Rồi mã 12 để cho anh em là 1.000.000 nha anh em đó, 1.000k cho cặp a ma tông này nha. Rồi em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi em sẽ lên cặp này nha anh em, đây cặp này nè, hiểu nè, mắt gì đó anh em đó. Ok chưa, quay xung quanh cho anh em xem nha. Đó cái vỏ cũng khá đẹp lắm nha anh em, nó hơi dơ chút xíu, tỷ chút xíu thôi không gì ha. Con này để chữ Vũ Hải nè, đó 300W nè, đây ở dưới cũng vậy luôn nha, đó ngon lành cành đào. Đây thì nó cũng có bị lỗi nhỏ nè, đó cái lỗi nhỏ thì em bán giá rẻ cho anh em về khắc phục luôn nha. Nói chung con này hát rất hay, rất đỉnh luôn, củ từ củ cua nó rất to nha nè. Rồi thấy ra đây, ấy da đó, cua rất to luôn nha, khổ vô anh em biết, khổ vô nhẹ nhẹ te ha. Đó con này 3 đường tiếng nha, hai cái chép 10 phân với cái bát 20, con này thì thằng nào dán mua lo quá trời luôn nè. Đó hát rất hay luôn anh em, rồi thử nhạc thôi nè, em thử nhạc không trên nha, quánh cho anh em xem nè. Chuyển hệ lên anh em, đó giữ lại nha, ui dồi ôi
quá quánh luôn. Đó, con này thì không biết ai làm. Trời ơi, chảy nước thì ghê quá nha. Đó, cái này bị nứt nữa. Nói chung em bán giá này với giá là cọc chép còn sống anh em, bốn cái chép còn sống đó. Bắt từ rất to luôn, cuốn anh em rất to luôn ha. Rồi em lên giá yêu thương cặp này cho anh em luôn nha anh em. Đó, giá rất là yêu thương luôn nha, giá rất là yêu thương luôn. Thì con này nãy anh em thấy test kỹ ha, nó có những cái lỗi gì đó, nhưng mà hát rất dữ anh em. Đó anh em là về gia đình thì khỏi cần làm gì hết luôn ha, rất mạnh nha. Rồi cái mã này mã 13 nha anh em. Em bán giá là rất là yêu thương, với giá là 400k nha anh em. Đó, 400k bằng anh em mua 4 cái chép và 1 cái vỏ thùng thôi. Đó, cặp bát nha, không tính đó nha. Đó, giá rất là yêu thương nha anh em. Rồi mã 13 để cho nên là 400k. Cặp vỏ rất là nặng nha anh em, chứ không phải nhẹ đâu. Đó, anh em mua về đợi muốn để luôn hát cũng được nha, mà hát rất mạnh, rất khủng nha. Từ nó rất to anh em. Cái cun nó rất to nha, hát rất khủng luôn. Rồi, cái mã số 13 để cho nên là 400k. Rồi em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi anh em, đó. Đó, em lên mã tiếp theo là hiệu là VTB nha anh em. Đó, đây cần nó rất là dày luôn anh em à. Nè, đó, bụi bặm anh em thấy chưa vệ sinh nha anh em. Đó, đó anh em thấy không. Rồi, lo nằm, bát 20. Nó, đây. Nè, quay nó nha anh em, đang kết nối nè. Con này là để... đó đợi gì đó anh em, sản xuất tại Đài Loan nha anh em. Đó 50W tới 250W ha. Đó 4 ôm gì đó, biết phải không. Rồi nè, đó y căng khá là chắc và đẹp nha anh em. Đó rồi em lên một độ nhạc thôi, con này cái chép nó ngộ lắm, chép nó trắng trắng nha nè. Nào, hai bên ha. Đó ở giữa thì bass 20, hai bass giống nhau, nói chung 4 cái chép giống nhau, không ba không lai bass không lai chép nha anh em. Bát chép giống nhau. Rồi lên nhạc thôi. Đó, rồi stop, xuống dưới nha anh em, hát ok. Rồi cho xuống cái này nha. Đó. Đó thì cái con này em thường bán hoài cho anh em nè. Đó con này thường bán cho anh em là cặp 700k nha anh em. Đó, con này nó hơi chạy trước chút xíu cái này ha. Đó. Cái này mà anh em chịu vệ sinh là khá đẹp luôn nè. Nè. Bỏ vô em nè. Bụi nè ha em nè. Đó anh em thấy không? Chịu vệ sinh là rất là đẹp nha anh em. Rồi. Cái con này cái mã 13 tới mã 14 nha. Đó, rồi em lên mã 14 con này luôn. Bán cặp này cho anh em với giá là chép bát hát đầy đủ ngon lành cành đào với giá là 600k cho cặp này nha anh em. Đó. Đó, mã 14 600k nha. Đó, hát rất là yêu thương nha anh em. Rồi, cái mã 14 đã qua đi. Chuẩn bị em lên cặp vỏ thùng này nha anh em. Rồi, em cứ lên cặp vỏ thùng nữa con Asus nha anh em. Đó, để Asus nè, thấy không? Đó. Con này thì ê căng nó cũng như nó hư đi anh em, ê căng này còn nè. Còn khá đẹp ê căng nha, ê căng này anh em thấy nè, nó chống lỏng lỗ này nha. Cái này nó biến thành màu trắng luôn. Đó, con này nó bị như là bị cháy anh em, chút xíu chỗ này nha. Nè. Đó, chút xíu thôi nha, cái này là cái ây căng đó thôi. Đó, anh em cứ muốn lưới khác thay vô lụm. Cái thùng còn khá là đẹp nha anh em. Đó, thùng mà cũng xịn sò mà nó vậy là ok lắm rồi nha. Còn nguyên vậy là cũng khó lắm nha anh em. Đấy. Sau lưng ở đây. Đó. Đó anh em thấy không? Con này lúc trước bát nó có 20 rồi anh em. Đó anh em mua về anh em nông cũng được đó nha. Nè. Con này để cho Asus nè.
model đó là SS5SS2N đó anh em thấy không nè. Anh em muốn mở cái gì á, thay lo thay chép vậy á, là anh em mở máy ốc sau lưng nè đó, mở đường sau lưng anh em đó, anh em thấy không, nó có bốn chân đó, bốn chân khá là to ha. Rồi cái mặt trước này mở khó lắm anh em, nói chung anh em mở sau lưng này nè, nó có ốc anh em mới mở được sau lưng, mặt trước này mặt trước mở không được nha, nó dính ở trong luôn á. Rồi em đo đường kính cái thùng này coi, thùng khá là to nha, bề sâu của thùng này á em lo luôn, cái căng á là 33 nha anh em, bề ngang của thùng này á là 36 nha nè đó, em lo bị đứng cái thùng này nha, bị đứng nó đụng 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 dưới luôn. Đó, coi khoảng là 77 nha anh em, đó bị đứng cỡ 77 nha, dao động cỡ đó đó. Rồi thì cái này lúc trước em có mở một cái lo em bán rồi, mở cho anh em bán thì em có quay lại một đoạn nhỏ đó, em sẽ đưa cho anh em xem bên trong nha anh em, rồi em sẽ báo giá cho anh em sau ha. Đó rồi anh em có làm gì quyết định sau mua mua nha anh em. Con này thì của nó là bát của nó là 20, anh em có thể nông 25 26 27 gì vẫn được nha, nó rất là lớn anh em đó. Con này thì 3 đường tiến. Rồi em sẽ quay một đoạn bên trong cho anh em xem, rồi sẽ lên giá cho anh em luôn nha. Đó em sẽ khui cái thùng này nha, thùng bên trong nha, cái vỏ thùng nha anh em, khui 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 một miếng dán khá đẹp nha anh em. Nè, nó mở rất là nhiều ốc nha, mới ra được nha 14 con rồi đó anh em. Rồi khui nè, bên trong nó úi rồi ôi nó đẹp làm sao, đây có chống âm ở đây nha, đây nè đó, một chung đó là một chép, một chung và một bát nha anh em, nó khá là đẹp nha. Để em đo cái bát này anh em có thể chế bát được nha anh em, cái bát này nó 20 à. Đó, nguyên bản cái bát của nó thì chỉ có 20 thôi, nó ra tới đây nè anh em, rồi nó cỡ khoảng 20 ha. Đó còn theo như anh em ra được rồi đó, tổng hết của nó luôn anh em, nó là 31 ha. Đó anh em nông ra nhiêu là anh em nông được nông nha anh em, đó nó khá là rộng nên anh em có thể nông rất là được luôn nha. Rồi cái thùng khá đẹp, không nói dài dòng nữa em sẽ lên giá này luôn nha, em khui cái này luôn nha. Đó cái này hơi tệ là bị chuột cắn nhẹ này nè, thấy không đó, nó cắn bằng cái chống sốc thôi nha, còn này còn gan anh em đẹp nha, ốc em cũng giữ được cho anh em nè, nhưng không sao anh em. Đó em sẽ để một cái chống sốc khác cho anh em nè, thấy không, đó để dưới đây cho anh em ha, nó đó này nó bị chuột nhầm hết rồi đó, thì còn tất cả còn im ru ha nè, thùng bữa nào cũng đẹp chứ. Con này muốn mở được ai căng anh em phải mở mấy ốc trong đây nè nè, đó mới ra được ai căng nha. Rồi không nói dài dòng nữa, em sẽ lên giá con này luôn nha. Đó nè, rồi nãy giờ em cũng đã quay bên trong cho anh em xem rồi đó. Đó anh em có chốt thì chốt nha anh em, đó cặp thùng này em để với giá cho anh em rất là yêu thương nha. Rồi cái giá này giá mã 15 đi, đó lên tiếp theo là mã 15 em bán với giá này, cặp thùng này ha, cặp vỏ thùng này đó, để cân anh em về lấy cái lứ thay lứ lợi, làm lứ lợi nha, lứ nó không đúng nữa nè, đó chịu khó làm lứ lợi. Rồi không nói dài dòng nữa, cái mã 15 để giá cho anh em là với giá rất là yêu thương luôn nha, 300k thôi, giá nó yêu thương làm sao, cặp thùng bự vậy nè giá chỉ có 300k thôi nha anh em. Đó tất cả những sản phẩm ưu tiên cho anh em chuyển khoản nha, anh em nào chuyển khoản em rẽ gỡ hàng cho anh em nha anh em. Đó còn số anh em nào có nhắn tin em trả lời hay hơi chậm chút xíu, đó là có nghĩa là anh đó có cơ hội, có thể là em đã để là cho anh đó nha anh em, chứ không phải là không không trả lời là không không bán cho anh em đâu. Tại vì có một số anh em mua vô á, vô đây quậy nó nên em mới ngâm lại, ngâm từ 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 lại, em mà không trả lời cho anh em á là có nghĩa là cơ hội bên em là có thể là mua hàng được, còn trả lời cho anh em bán rồi coi như là anh em không có cơ hội đâu nha, bởi vì em trả hơi chậm thì anh em cũng thông cảm nha anh em. Đó em cũng canh canh mấy anh kia im cái là em sẽ trả lời cho anh em liền đó, để hồi trả trước người ta mua rồi, đương nhiên mình trả lời bán rồi thì coi như là anh em vô là anh mua là em nói bán rồi là coi như em không có, anh em không có cửa mua hàng ha. Còn em mà để ngâm ngâm cho anh em lâu chút xíu á vậy đó, mà em có sau này em trả lời có thể là anh em đã mua được hàng đó đó, bởi vì em trả lời hơi chậm anh em thông cảm nha anh em. Rồi không nói dài dòng nữa, em sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào, hẹn lại, chào anh em, mãi bài anh em nha.